bộ đôi thuốc thảo dược trị cận thị Bilobit thuộc khoa mắt Bilotop. Bilora TV, kênh truyền hình về sức khỏe và sắc đẹp. Cảnh giác với biến chứng cận thị nặng có thể gây mù loà nhanh. Cận thị là tật khúc xạ phổ biến nhất hiện nay. Nhiều người thờ ơ cho rằng cận thị là tình trạng quá bình thường, không có gì nguy hiểm. Dù đã mắc phải cận thị vẫn chủ quan với thị lực đôi mắt dẫn đến độ cận tăng nhanh. Điều đó có những tác động đáng kể, không những làm đôi mắt kém hơn, đồng thời còn gây ra những biến chứng không ngờ do độ cận cao gây nên. Không nhiều người biết rằng cận thị nặng còn có thể dẫn đến biến chứng nặng nề ở võng mạc và thể thủy tinh. Biến chứng đầu tiên có thể nhận thấy rất rõ rệt đó là gây nên tình trạng lác mắt. Đây là biến chứng do đồng tử bị lệch khỏi chuột nhãn cầu, có thể xảy ra ở một mắt hoặc có nhiều trường hợp ở cả hai mắt. Bệnh lý này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây nên tình trạng nhược thị và rối loạn thị giác ở những người bị cận thị. Do sự phối hợp điều tiết cơ mắt quy tụ kém, lâu ngày dễ sinh ra nhược thị và mất hoàn toàn thị lực. Kế đến, một biến chứng được coi là nguy hiểm đối với thị lực, bong võng mạc là tình trạng lớp màng nằm ở phía trong cùng của mắt bị rách, dịch sẽ chảy và những lỗ rách này gây bong võng mạc khỏi thành nhãn cầu. Màng võng mạc có rất nhiều tế bào thần kinh thị giác nên khi bị rách, bị bong ra sẽ gây giảm thị lực nghiêm trọng vĩnh viễn nếu không được kịp thời phẫu thuật. Nguyên nhân gây nên tình trạng trên là do cận thị nặng, nhãn cầu sẽ to lên, kéo giãn các thành phần quang học, làm mỏng võng mạc và đó cũng chính là nguyên nhân gây tăng các lỗ thủng và các vết rách ở võng mạc. Biến chứng thứ ba có thể nói đến đó là gây đục thủy tinh thể. Thủy tinh thể là một bộ phận của nhãn cầu, là một thấu kính trong suốt có chức năng điều tiết để vật thể bên ngoài mắt dù gần hay xa cũng đều xuất hiện trên võng mạc. Khi bị cận thị nặng, thủy tinh thể sẽ phồng lên to ra, kéo giãn các thành phần quang học đi kèm, gây thiếu hụt cung cấp máu, gây nên tình trạng đục thủy tinh thể. Nếu thủy tinh thể bị đục hoàn toàn, hình ảnh sẽ không vào được võng mạc và gây mù. Cuối cùng, biến chứng thứ tư cũng làm tổn thương mắt đáng kể. Võng mạc khi bị kéo giãn trở nên mỏng hơn. Một sự thay đổi phổ biến trong cận thị là xuất hiện các vùng teo võng mạc. Đây là những khu vực mà võng mạc trở nên rất mỏng và có thể ảnh hưởng đến các hoạt động của tế bào võng mạc. Tầm nhìn tại những khu vực này có thể bị giảm hoặc thậm chí là mờ đi. Teo võng mạc có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào trên võng mạc và nếu nó xảy ra ở điểm vàng có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn trung tâm. Để ổn định thị lực, ngăn chặn việc độ cận tăng nhanh, bạn có thể sử dụng bộ đôi thuốc thảo dược Bilobit từ Mỹ gồm hai lọ thuốc iFactor và Vision Factor, có công dụng làm lành võng mạc, giúp điều chỉnh khúc xạ, nuôi dưỡng và phục hồi các mạch máu bị tổn thương, giúp điều trị và ổn định thị lực sáng khỏe. Hãy để lại số điện thoại để được các chuyên gia tư vấn miễn phí hoặc bạn có thể liên hệ hotline 0909 748 517 hoặc 0962 158 661. Nếu muốn được tư vấn trực tiếp, bạn hãy đến địa chỉ của dược phẩm Biora ở số 32, đường 34, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn truy cập website wendybenhcanthi.com hoặc youtube.com/biloratv. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilora TV.